Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mỹ của em nhá. Hôm nay là thứ bảy ngày 9 tháng 12 này anh em này. Em vừa mới kết thúc cái live stream của xong cho anh em. Và bây giờ ra đây tiếp tục cám mã anh em ạ. Đây ngày nay đây anh em thành quả đấy. Đây là một mẻ này anh em này. Đây là hai mẻ này anh em này. Đấy. Cám mi hot. Và thiếu này anh em này. Đấy chào mào anh em nhá. Nhà em thì nói chung là vẫn cứ thường xuyên sản xuất cám nha anh em. Và tiếp tục ở đây một mẻ nữa anh em ạ. Đang chuẩn bị ra này anh em này. Đây hạt cám này anh em nhé, anh em thử cảm nhận cái hạt cám bên nhà em nhé. Tất cả mọi anh em thật sự là anh em đã dùng cái sản phẩm cám bên nhà em rồi thì anh em biết là cái hạt cám bên nhà em đúng không? Rất đẹp và vừa phải với khẩu phần ăn của chú chim nha anh em nhé. Bóng mịn, đẹp cực kỳ luôn anh em ạ. Không có bụi bẩn ở trên này anh em nhé. Tránh tình trạng con chim của anh em ăn vào nó sẽ bị mắc vào họng, nó rất là khó chịu cho con chim khi mà hạt cám nó bóng ấy. Thì bây giờ em sẽ đổ một cái mẻ cám cho anh em xem nhé. Anh em xem là nhà em một ngày nhiều độ thế nào anh em nhé. Đấy, một ngày thì bây giờ trung bình anh em cứ sản xuất 3 mẻ anh em ạ. 3 mẻ thì anh em biết đấy, trên một tạ. Nói chung là một ngày bây giờ anh em ủng hộ rất là nhiều luôn. Từ cám mi, cám chòe, cám trào màu và cám khiếu anh em nhé. Thật sự là trong cái sản phẩm cám bên em ấy thì tất cả mọi anh em đều không thể ai không phủ nhận được một vấn đề, đó là con chim rất là ổn định luôn anh em ạ. Khẳng định với anh em một điều luôn, rất là ổn định luôn. Đấy, chính vì vậy mà sản phẩm nhà em cũng ra mắt cũng không được lâu quá nhưng mà đã được sự tin tưởng ủng hộ của anh em trên thị trường rất là nhiều luôn. Đặc biệt là những bác chơi lẻ anh em nhé. Đặc biệt là những khách chơi lẻ. Đây là rất là cảm ơn anh em về cái sự tin tưởng và ủng hộ nhà em. Đây anh em nhìn cám nó ra này. Anh em thấy phê chưa? Đấy, anh em nhìn thấy phê chưa? Rất là ok luôn anh em ạ. Đấy, thực sự với anh em là như vậy. Anh em là có nhu cầu về cái sản phẩm cám này thì anh em có thể liên hệ cho em qua số điện thoại là 0974648999 anh em nhé. Nói chung là em thì bán cám và tư vấn cho anh em cách nuôi chim anh em nhé. Anh em nào mà vướng mắc trong cái vấn đề mà nuôi chim mà trong quá trình mà anh em mà không hiểu gì về vấn đề mà ví dụ như con chim của anh em nó bị như này bị như kia đúng không, và anh em mình chưa tìm cách giải quyết thì anh em có thể là nhắn tin hoặc là gửi những cái hình ảnh đó qua Zalo cho em thì em sẽ tư vấn cho anh em một cách cụ thể nhất anh em nhé. Đấy, đây là toàn bộ những sản phẩm cám anh em thì đoàn 100% là được sấy điện anh em nhé, 100% được sấy điện. Đẩy và sấy ở cái lò tây. Đẩy ra đây cho em. Sấy điện và sấy ở cái lò tây. Nên là anh em cứ yên tâm một điều đó là hạt cám rất là đều. Đó anh em yên tâm nhá. Cái sản phẩm bên nhà em thì đang quay thì có điện thoại anh em ạ. Cái sản phẩm bên nhà em thì hạt cám nó đều nhau lắm anh em ạ. Đây anh em nhìn đấy nhá. Đây là hai mẻ riêng biệt anh em này. Quay đi không nó rơi ra ngoài. Đây hai mẻ riêng biệt này anh em này. Đó, anh em thấy đều chưa? Cực kỳ là đều luôn anh em nhé. Gần như là tỷ lệ 1-1 luôn anh em ạ. Và anh em hoàn toàn yên tâm anh em nhé. Đấy, anh em nào có nhu cầu về sản phẩm cám bên nhà em nhé thì anh em có thể là liên hệ cho em theo số điện thoại là 0974648999 nhé. Còn anh em yên tâm, cám em làm ngày nào em giao ngày đó, gần như là thế. Nó chỉ trong vòng 1 tuần thôi là sản phẩm cám nó đã bay hết rồi anh em ạ. Đấy, nên là làm mẻ mới bởi vì nhà em cũng bây giờ nó thật sự với anh em cũng chỉ có 2 cái máy để sản xuất để phục vụ anh em thôi. Nên là một ngày và chỗ này là 1 tạ 2 này anh em này. Chỗ này một tạ 2 này, nên là anh em hoàn toàn yên tâm. Nói thật với anh em là như này này, về cái thành phần nguyên liệu ấy thì ở nhà em là em ở vùng nông thôn. Thứ nhất là nguyên liệu rất là sạch và cái thứ hai là ở đây đặc biệt còn có một cái là cái thịt bò ấy, thịt bò thì em ở gần lò mổ anh em nhé, đến đâu lấy đấy tươi roi rói luôn, tươi như thịt bò của người ăn như nào thì làm cho con chim nó như vậy anh em ạ. Nói không phải nói khoác đâu anh em ạ. Trứng cũng thế anh em nhé, và tất cả mọi cái chỉ có một điều duy nhất đó là cái đường đông lạnh ấy, đó là cào cào anh em nhé. Cào cào nó là một thành phần gọi là không thể thể bắt được tươi anh em ạ, nên là bắt buộc phải cấp đông để sản xuất để cho anh em. Nhưng mà anh em yên tâm đi, cái quan trọng nhất là khi anh em sử dụng, không biết trong sản phẩm cám của em có cái gì đúng không, nhưng bảo anh em sản phẩm cám của em sản phẩm cám mát. Và khi anh em cho chim ăn ấy thì nói thật sự với anh em là cái kết quả nó là cái nói lên điều tất cả anh em nhé. Nên là rất là mong, rất là cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ cái sản phẩm cám Hoạt Họa Mỹ nhé. Xin cảm ơn tất cả anh em, chúc anh em xem video vui vẻ và bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nhé. Xin chào mọi người.